Rồi Vũ mến chào các bạn. Bây giờ mình sẽ quay một số phụ tùng của máy cài cho các bạn xem ha. Anh em nào cảm thấy mà muốn mua được món nào thì cứ mua ha. Thì đầu tiên mình sẽ quay từ đây ha. Bây giờ mình quay cho mình cũng không biết gì luôn các bạn ơi, quá trời quá đất, đủ loại hết. Đầu tiên ha, này gì mà đây cắt cái hình khúc ở đây. Này giống bơm quá. Này giống bơm các bạn. Bơm này đúc này sao đít của chiếc chỗ đúc mấy cái cổng vô nè, mấy cái cổng thủy lực vô ha. Này là bô. Ba cây bô. Này cái qua lăng con nào đây? Nói chung là phụ tùng máy cài ha các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ vô coi ha, vô coi kỹ kỹ đi rồi mua được món nào mua. Mình quay thôi cho mình có không biết nữa, quá trời nhiều thứ. Kiếm bọng đầy đủ hết trơn. Trong kia bô ha, bình dầu. Nói chung đồ kho cũng nhiều các bạn. Đồ kho rất nhiều ha. Để mình zoom cao cao lên chút xíu coi. Đó. Trong kia xa xa không vô tới được. Này à. Số à. Số nó có con nào? Chúng có Isaki quá. Trong kia có cái của Isaki kìa. Hai cái luôn ha. Nó có mấy cái cánh của bằng 3-10 ha. Cánh 3-10. Đây cũng có một số nữa nè. 2-10 nữa nè. Cánh có 2-10, trong kia nó cũng 3-10 nữa ha. Nhưng mà đều trong đây nước sơn nó hơi cũ hơn cái đằng kia nước sơn đẹp hơn. Này có chiếc pho hả? Pho mấy ngàn. Này pho luôn á. Của pho cũng nhiều các bạn. Đây nè. Đây của pho nữa nè. Mấy đầu thì rất là nặng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới chỗ khác nha. Đây chỗ này có số cục máy các bạn. Có số cục máy ha. Anh em muốn biết chi tiết thì cứ alo ha. Đó, đây là 3 máy. Này cô nào cái sân xám. Trong kia có ông pho. Đây. Rồi giờ tới đầu món tiếp tục nè các bạn. Tháo cái này cũng nhiều ha. Này là mấy cái ô này nhiều dữ nè. Này nhiều quá ha. Anh em khi nhìn vô biết, mình nhìn vô mình không biết cái gì nữa. Cái này này chế cái bơm gì thôi. Này biết trên xe về tháo ra. Nhiều quá. Anh em trong nghề muốn mua món nào nhìn là biết ha. Còn mình nhìn là thua. Nhìn cho mình không biết đâu. Trong đây nhông bọng nữa nè. Đây kệ trên này ha. Mình quay chậm 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 cho các bạn xem nha. Rất là nhiều loại nhông luôn nha.
anh em nào muốn mua nhông hay là cái gì phụ tùng đó thì anh em cứ alo thử ha, coi đây có hay không, có đúng coi thấy của mình cần hay không nha. Rồi ở dưới đây nè, củ đề quá trời luôn nè. Ở đầu đốt khói bay vô nghe thấy mờ mờ ảo ảo. Đi bố của mấy chiếc xe về tháo ra. Đó. Nó nhông lớn không các bạn, nó nhông lớn không. Bị cháy nắng à, trời nắng. Rồi, ở đây mình quay cái mấy món ở đây nữa. Đây của chiếc pho ha, pho này phải pho này, chiếc pho lẻ cái này không có bán, cái này của chiếc máy cày này đang tháo ra. Đây nè, nằm nguyên đống đây nè. Này mấy cái số dưới đít của con nào đấy nè. Này của ông Kho. Quay mấy món này nữa là hết các bạn. Xong ha. Cái đó giống Isaki phải không anh? Hay là cái gì? Isaki đỏ phải không? Cái này cũng nói Isaki luôn không? Là mấy cái đít của Isaki hả các bạn? Rồi hết rồi, có nhiều món các bạn ơi. Là mấy cái đít ha. Cái Isaki, cái chiếc kho. Rồi thôi, mình kết thúc video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Đó. Thì anh em nào thấy mua được món nào cứ mua ha các bạn. Mua được món nào cứ chọn được món nào cứ alo ha. Hoặc có nhu cầu mình muốn mua thì mình hỏi thử coi. Ở đây có đúng mấy món mà mình cần mua hay không. Đây là của nắp lát của này phải nắp lát. Đúng rồi, nắp lát của chiếc kho á, kho ba máy. Rồi, bye bye các bạn nha.